Hi, xin chào tất cả các khán giả của Sài Gòn Daily. Và hôm nay mình lại quay trở lại với bắp nướng Tây Thi và một ngày đẹp trời ha các bạn. Ở đây thì mình thấy có cái xe đẩy cũ của cô ba nè. Cô ba đang chuẩn bị để mà cho Nam Thi đó các bạn. Bữa nay được nhập nhà của Hai là thấy đang làm cái này là gì ta? Lập dạ, xíu. Rồi, chưa make up gì hết rồi lát kịp không? Mấy giờ rồi? Thường thấy cô Hai cũng trang điểm chút xíu mới đi bán rồi phải không? Dạ em trang nhanh lắm anh, em chỉ đơn sơ thôi à, quất miếng phấn rồi miếng son với miếng mascara lên cho mắt nó to ra. Hay vậy? Là đánh có bao nhiêu phút? Thường thường là làm gì bao nhiêu phút? Dạ, trong vòng em 5 phút là xong với mặt em rồi. Trời đất ơi. Tại vì nói chung là em đánh sơ mà, em đâu phải là đánh dạng như đi đám hay đi tiệc đâu kỹ. Dạng như mình đi bán mà dạng như mình làm cho nó sáng sủa gương mặt mình lên một xíu vậy thôi. Rồi và sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ lên xe thì cô ba chuẩn bị chạy ra điểm bán ha các bạn. Rồi bây giờ thì mình đã thấy có một YouTuber là Thoại Vui Vẻ đang ngồi phụ lột bắp ha các bạn. Rồi và bây giờ Tây Thi đã xuất hiện cùng với một chàng trai ngồi phía sau, chắc là anh YouTuber rồi đó các bạn. Rồi hôm nay thì mình thấy đã có một cái thùng trà đá đây, chắc là cho các khách hàng mà ngồi đợi á, ai có khát nước thì có thể, hoặc là các anh shipper thì có thể uống nước ha các bạn. Hai vợ chồng shipper, cái này bằng cái gì vậy? Ta hộp cơm hả? Này là gì? Cơm chai với lại mì xào chai nha. Cơm chai với mì xào chai. Sẽ có cái gì mà cái khăn giùm đó như vậy? Cái này là đặt cho một người đúng không? Hôm nay thì anh chàng shipper điển trai tặng cho cô ba một cái 100 cái khăn. Cái khăn này chắc là để cho khách khi mà ăn bắp xong á thì có thể là dùng cái khăn này để chùi. Hôm nay cô ba ngồi lột bắp, hát cho cô ba nghe cho đỡ buồn. Hát bài Thương Con Chốt Song Song nha. Dạ. Thương Con Chốt Song Song. Dạ. Thương Con Sáng Song Song. Thương Con Chốt Song Song. Dạ. Biết bài này chưa? Thôi gì làm gì hát cho nó đỡ mệt nha. Nhà anh cách em có sông Vàm, nhìn về bên đó xuyên sao ngày đêm. Nhà anh ngó qua con sông Vàm, thập thò nhìn sang len lén tìm nhau. Như em câu hò đưa đầy, ghé tình mình sang thăm. Chờ anh nói lên câu chung tình, mà hoài năm tháng năm lặng thinh. Người ơi nói sao cho em tường, vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay. Nay chỉ khai trầu mẫm ru, thiên hạ cười chê ta. Ở đây là anh Thoại Vui Vẻ nó đang ngồi phụ giúp cho cô ba. Anh chị Ngộ ơi, em chị Ngộ. Cô bắp nhớ ăn ngon với cái lẩu hoàng cho em nha, anh chị Ngộ. Cảm ơn anh chị Ngộ rất là nhiều, cảm ơn chị Ngộ.
cô ba hát bài gì thì nó đỡ buồn. Hát bài gì cho cô ba? Hát bài gì mà quay hết chứ mấy người ta. Bài gì mà hồi đó cô ba, lúc mà cô ba còn đi hát đó, đó cô ba nhớ không? Lâu quá em quên rồi. Lâu quá là em quên rồi. À, bây giờ thì mình thấy là có một khách hàng tới tặng áo mưa cho cô ba tiếp nè các bạn. Dạ, cô em thì anh mới biết nhiều món ngon hơn. Dạ. Phải tặng cho cô ba. Là... Kinh tỏi không? Anh bổ sung, tặng bổ sung. Tặng tiếp cho cô ba nữa cả nhà. Hôm bữa anh mới tặng một lần áo mưa rồi phải không? Hôm qua hỏi gì cô ba nói thiếu. Dạ. Tặng thêm. Chị ơi, chào mấy em. Dạ. Cảm ơn mấy anh em YouTube. Ủa áo mưa này là anh làm hay sao hay là của anh quảng cáo để tặng cho cô ba, tặng anh em YouTube thì nhờ anh em YouTube anh coi á, rồi anh biết nhiều món ăn. Dạ. Nhân đây để anh tặng lại anh em YouTube, cảm ơn mấy em. Dạ nhiều. Dạ, cảm ơn anh nha. Ừ. Rồi cảm ơn quá. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, mà anh cho em hỏi là anh tên gì, đến từ đâu được không? Anh nhà gần đây anh tên Việt. À anh gì? Nhà gần đây. Dạ. Thì thường cái logo này của anh á là anh tặng cho mấy đoàn lưng. Cái đường lưng sông ở thành phố mà. Dạ nha. Dạ. Rồi nha. Cảm ơn. Hôm nay có quà tặng cho anh YouTube nữa. Chờ nó coi coi có con ở trên này. Không dính không dính cũng chú qua. Rồi chào. Con cảm ơn cũng nhiều nghe. Bữa nay ở công gian chú một chú rồi. Không chịu ăn đâu mà. Trời hôm nay trong xanh gió mát, chắc là cũng không có mưa. Bữa nay là mong được cô ba bán được đắt hàng nha. Rồi bây giờ là khách đã xếp hàng và ngồi ghế đợi rồi các bạn. Chuẩn bị, cô ba chuẩn bị nhóm lửa ra và đứng bắp. Rồi bây giờ là cô ba chuẩn bị đứng bắp ba phục vụ khách ha các bạn ơi. Mấy anh chị ruột nhớ để một chút xíu nha, mấy anh chị ruột, em gái ruột nhớ để chị xíu nha cưng. Rồi mình xin kết video là tại đây và phụ cô ba dọn hàng tí xíu ha các bạn. Chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ nha.